Chào các bạn, từ một ngôi sao sáng bậc nhất thế giới bóng đá Việt Nam một thời, Công Phượng hiện nay đã không còn nổi bật, thậm chí chỉ còn ngồi ghế dự bị. Vậy chuyện gì đã xảy ra và Công Phượng bây giờ ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Công Phượng, tên đầy đủ là Nguyễn Công Phượng, sinh năm 95 tại Nghệ An. Công Phượng xuất thân trong gia đình thuần nông. Ông Bảy là bố Công Phượng kể rằng Phượng đam mê bóng đá từ nhỏ, nhưng vì gia đình không dư giả về kinh tế nên anh chẳng có nổi một trái bóng để chơi. Ông Bảy phải bện lá chuối khô thành quả bóng để thỏa mãn phần nào đam mê của con trai. Cũng theo ông Bảy, sở dĩ ông đặt tên con là Phượng là bởi lý do rất đặc biệt. Lúc mang bầu Công Phượng, vợ ông đã đi làm trên con đường có hàng cây phượng vĩ. Ông muốn cậu con trai sau này có tương lai rực rỡ như loài hoa ấy nên mới đặt tên là Phượng. Khi lớn lên, Công Phượng được đào tạo bóng đá tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Anh bắt đầu tạo dựng tên tuổi khi thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam. Nguyễn Công Phượng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Anh nhiều lần được bình chọn là cầu thủ được yêu thích nhất Việt Nam và từng có tên trong top 5 cầu thủ được yêu thích nhất châu Á. Gia đình Công Phượng thuộc hộ nghèo nhất xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Mẹ thì đau yếu liên miên, còn bố thì làm thợ xây nhưng cũng bị bệnh vì tuổi già nên ít khi đi làm. Các anh chị của Công Phượng thì đều yên bề gia thất lại ở xa, phải lo cho gia đình riêng. Cuộc sống chủ yếu trông vào mấy thửa ruộng. Trước đó thì gia đình Công Phượng ở trong một ngôi nhà chật hẹp, siêu vẹo, rột nát. Thậm chí trong gia đình không có nổi một chiếc tivi để xem con trai thi đấu. Sau khi Công Phượng đạt được thành tích xuất sắc, các đồng đội ở U19 Việt Nam đã góp tiền mua tặng một chiếc tivi nhỏ để khi nào Công Phượng thi đấu thì gia đình lại có điều kiện để theo dõi. Khi xây xong nhà mới, trên mạng đồn rằng nhà Công Phượng đã tổ chức tới 40 mâm cơm mừng nhà mới. Nhưng ông Bảy là bố của Công Phượng cho biết, vì thiếu tiền vật liệu nên nhà tôi đã phải bán bớt đi một con trâu được gần 30 triệu đồng để trả nợ. Bây giờ gia đình chỉ còn một con để phục vụ việc cày bừa. Hôm trước có báo nói gia đình tôi làm 40 mâm cơm để đãi cả làng mừng nhà mới. Nói thế thì tội gia đình tôi lắm. Chúng tôi chỉ đủ khả năng làm ít mâm cơm cảm ơn họ hàng, hàng xóm đã giúp đỡ chứ tiền đâu mà đãi to thế. Cái sân nhỏ xíu thế này làm gì đủ chỗ chứa đến cả trăm người, thật là vô lý. Công Phượng được cổ động viên nhắc đến nhiều hơn khi anh thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền đạo này có lẽ là pha độc diễn trước vòng vây các cầu thủ U19 Australia rồi ghi bàn cho đội nhà ở giải U19 Đông Nam Á năm 2014. Từ đó anh được nhiều người hâm mộ yêu quý và đặt cho biệt danh là Messi Việt Nam. Nếu các bạn còn nhớ, trong giải đấu U23 châu Á năm 2018, nơi mà U23 Việt Nam bất ngờ lọt vào tận vòng chung kết, thì Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Anh chính là người mở tỷ số trong trận tứ kết gặp U23 Iraq và là người đem về quả đá phạt giúp Hải lập siêu phẩm cầu vồng khuyết trong trận chung kết với Uzbekistan. Thế nhưng, cũng giống như thủ môn Bùi Tiến Dũng, sự nghiệp bóng đá của Công Phượng hiện nay đã không còn nổi bật. Hiện Công Phượng đang thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản. Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã kỳ vọng rằng Công Phượng sẽ được đội chủ nhà cho thi đấu hoặc chí ít cũng là ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng trong danh sách thi đấu, Công Phượng không được cho xuất hiện. Thay vào đó, các trang bóng đá đã đăng một tấm banner của Công Phượng đang dựng để bán cả dán. Điểm lại màn trình diễn của Công Phượng năm 2022 thì anh cũng không để lại quá nhiều dấu ấn đặc biệt. Rõ ràng là ngôi sao sinh năm 95 này đang chìm dần trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Nguyễn Công Phượng từng được xem là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam khi Hoàng Anh Gia Lai trình làng lứa cầu thủ khóa 1. Anh cũng đã sớm thử sức ở nước ngoài với hy vọng mình vươn ra biển lớn. Vì vậy, mọi thứ đã không giống như mong đợi khi cầu thủ sinh năm 95 ngày càng mờ nhạt dần. Và đáng nói hơn, điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cả chính bản thân của tiền đạo này. Liên tục mất tích tại Nhật Bản, Nguyễn Công Phượng cũng không có bất cứ động thái nào và tỏ ra khá bình thản. Nhiều người đặt câu hỏi rằng phải chăng Công Phượng đã chấp nhận số phận, sự nghiệp bóng đá của anh có lẽ nào đã rời sang một hướng khác. Ở thời điểm hiện tại, khi thi đấu cho Yokohama, Công Phượng nhận mức lương rơi vào khoảng 5 tỷ đồng cho một mùa. Còn thời điểm trước đó thì nhiều báo cho rằng Công Phượng cũng là cầu thủ có lương cao nhất Việt Nam. Không một cầu thủ Việt Nam nào từ trước đến nay tại V-League được nhận mức lương khủng như những gì mà Công Phượng đang được nhận, 120 triệu đồng một tháng, chưa tính tiền thưởng phụ cấp. Ngoài việc nhận lương dưới tư cách cầu thủ thì Công Phượng còn là một người truyền cảm hứng, KOL nổi tiếng, thường xuyên có những hợp đồng quảng cáo đắt giá với các nhãn hàng lớn.
Một số trang báo phân tích rằng nếu tính áng chừng, con số Mai nhận được một năm từ các hợp đồng quảng cáo, nhượng quyền hình ảnh có thể lên đến 30-40 tỷ đồng. Năm 2019, Công Phượng đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM với vai trò là chủ tịch, còn vợ Phượng giữ chức quản lý và khai thác thương mại. Đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực như bán buôn thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, quảng cáo, sản xuất dụng cụ thể thao v.v. Và vai cũng là người đại diện và quản lý hình ảnh của Công Phượng. Nhiều người còn ước tính khối tài sản của Công Phượng đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, hai vợ chồng Công Phượng đang sở hữu một căn hộ chung cư hạng sang ở Làng Mát 81. Công Phượng cũng từng khiến nhiều người choáng váng với độ chịu chi khi lái siêu xe Mercedes-Maybach S450 giá 7,4 tỷ đi đón cô dâu trong đám cưới của chính mình. Công Phượng cũng không tiếc tiền mua những bộ trang sức đắt tiền cho vợ. Theo tiết lộ, anh đã mua cặp nhẫn vòng đeo tay có giá tới 412 triệu đồng. Ngoài cặp nhẫn trên có tổng giá 100 triệu đồng thì anh còn mạnh dạn mua hai chiếc vòng tay có giá 156 triệu đồng một chiếc. Như vậy, dù không biết tương lai Công Phượng có thành công trong bóng đá nữa hay không, nhưng đam mê của anh đã giúp anh thành công trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo nhất xã, giữa Công Phượng đã kiếm được hàng chục tỷ, thậm chí là hàng trăm. Chắc chắn là bố mẹ anh cũng đã có cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.